6 năm, những lần vòng chung kết U23 châu Á được tổ chức đều phát hiện được nhiều tài năng bóng đá trẻ của châu Lục, giúp nhiều đội bóng làm nên những kỳ tích bất ngờ. Trong đó có U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bang Sơ ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Trước thêm giải đấu diễn ra tại Thái Lan từ ngày 10 tháng 11 năm 2020 sắp tới, AFC đã chọn ra 5 trận đấu đáng xem nhất trong lịch sử tất cả các lần giải đấu được tổ chức. Trong đó thì trận chung kết trong tuyết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan với siêu phẩm cầu vồng trong tuyết của Quang Hải được chọn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Trang chủ AFC viết, trận chung kết năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là một trận đấu có tất cả mọi thứ hấp dẫn. Trong đó, bao gồm cả siêu phẩm cầu vồng trong tuyết đã đi sâu vào tâm trí của người hâm mộ Việt Nam đây là trận chung kết sẽ sống mãi trong lòng các cổ động viên Việt Nam và xứng đáng là trận đấu kết thúc giải đấu đáng nhớ của họ. Dù bị vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhưng U23 Việt Nam không hề bỏ cuộc. Sau tình huống đi bóng khéo léo của công phượng, Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Trên chấm đá phạt, Quang Hải đã vẽ lên một đường cong tuyệt vời mà sau này cổ động viên Việt Nam so sánh với hình ảnh cầu vồng trong tuyết để hạ gục thủ môn của U23 Uzbekistan, một khoảnh khắc tuyệt vời trên phong nền tuyết trắng tại Thường Châu. Dù sau đó, U23 Việt Nam không thể giành được chiếc vô địch, nhưng hình ảnh này đã mãi đi sâu vào trong tâm trí của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cùng với trận chung kết với U23 Uzbekistan, thì trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq cũng là một trong năm trận đấu ấn tượng nhất lịch sử giải đấu này. U23 Việt Nam và đối thủ rượt đuổi tỷ số ấn tượng và cầm hòa nhau tỷ số 3-3 sau 120 phút. Sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Bang Sơ đã đánh bại U23 Iraq điểm số 53 trên chấm 11 m Ba trận đấu còn lại gây ấn tượng mạnh mẽ với AFC, đó là U23 Nhật Bản hòa U23 Iran tỷ số 3-3 ở vòng bảng năm 2014, U23 Iraq thắng U23 Qatar tỷ số 2-1 ở trận tranh hạng ba năm 2016 và U23 Nhật Bản đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 3-2 ở trận chung kết năm 2016. Không chỉ được bình chọn về trận đấu hấp dẫn nhất thì liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa chọn ra 8 bàn thắng đẹp nhất mang tính biểu tượng của giải vô địch U23 châu Á, trong đó có pha đá phạt của Quang Hải từng được ví như cầu vòng trong tuyết ở trận chung kết năm ngoái trước U23 Uzbekistan. Sau khi chọn ra 8 bàn thắng đẹp nhất kể từ khi giải U23 châu Á được tổ chức vào năm 2010, 2014 đến nay, AFC đã tổ chức một cuộc bình chọn pha làm bàn đẹp nhất trên trang web của mình. Theo AFC thì các bàn thắng hầu hết đều được thực hiện bởi những tài năng xuất sắc nhất bóng đá châu Á hiện nay như là hậu vệ Abdel Karim Hassan của Qatar, Soya Nakajima của Nhật Bản và tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam. Trong khi Uzbekistan giành chức vô địch giải đấu thì Nguyễn Quang Hải đã chiếm được trái tim của nhiều người và cầu vồng trong tuyết của anh ấy trong trận chung kết. Một trong năm bàn thắng tuyệt vời của tiền vệ này đã được xem một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử giải đấu. Trang web AFC mô tả bàn thắng của tiền vệ vừa cùng tuyển U22 Việt Nam làm nên lịch sử với chức vô địch mùa bóng đá Nam SEA Games 30. Vòng chung kết U23 châu Á năm ngoái ở Thường Châu Trung Quốc đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên Bang Sơ làm nên kỳ tích với ngôi Á quân. Ở trận chung kết được bao phủ bởi tuyết trắng vào ngày 27 tháng 1 năm 2018, cú đá phạt của Quang Hải đã vẽ một đường cong đẹp mắt để hòa 1-1 cho U23 Việt Nam ở phút 41 và chỉ trị thua Uzbekistan 1-2 ở phút cuối hiệp vụ thứ hai. Sở dĩ pha lập công của Quang Hải được xem là một trong những bàn thắng biểu tượng của giải đấu bởi nó vượt ngoài tính chất của một bàn gỡ hòa đẹp mắt. Siêu phẩm của Quang Hải còn thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ U23 Việt Nam khi các học trò của huấn luyện viên Ban Sơ không những bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ mà còn phải chơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đối với họ. Thi đấu dưới tuyết vốn đã quá quen đối với các cầu thủ của U23 Uzbekistan. Ngoài bàn thắng của Quang Hải thì 7 pha lập công được chọn thuộc về Aziziran Ghania của giữa Uzbekistan giải năm 2018, Nakajima của Nhật Bản, Omar Manastrat của Jordan, Mahi Torabi của Iran, Ahmed Ansarori của Yemen, Hassan đều ở giải năm 2016 và Zakaria Ansudani. Ả Rập Saudi năm 2014. Ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, thì U23 Việt Nam nằm chung bảng D với UAE Jordan và Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Hiện tại thì thầy trò huấn luyện viên Bắc Sơ đã bay sang Hàn Quốc để tập huấn chuẩn bị cho giải đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến thể thao nước nhà. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nha.